Lọt Tốp, Tiểu Vương Cung Thánh Đường, nhà thờ Phú Nhai, Nam Định đẹp lung linh, ngàn giáo dân có cảm thấy tuyệt vời. Con xin chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, Vương Cung Thánh Đường trong giáo luật được chia thành Đại và Tiểu Vương Cung Thánh Đường. Hiện nay trên thế giới thì chỉ có 4 Đại Vương Cung Thánh Đường và tất cả đều làm ở Roma, Ý. Đó là Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano, Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành và Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Còn tất cả các Vương Cung Thánh Đường khác trên thế giới đều là các Tiểu Vương Cung Thánh Đường. Và thật tuyệt vời thưa cộng đoàn, vì trong video này con sẽ tiết lộ cho cộng đoàn một Tiểu Vương Cung Thánh Đường tại Việt Nam được xếp hạng vào năm 2008. Rất đẹp và tuyệt vời, tự hào. Con mời cộng đoàn chúng ta cùng xem tiếp và xem hết. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật tin công giáo cộng đoàn nhé. Thưa cộng đoàn, Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Phú Nhai, hay còn gọi là nhà thờ Phú Nhai, đền Thánh Phú Nhai, là tên gọi của một thánh đường công giáo thuộc giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Đây là một nhà thờ có diện tích lớn nhất Việt Nam với bề dày lịch sử lâu đời. Đây không chỉ là một điểm du lịch mà còn là một công trình nghiên cứu của các kiến trúc sư, nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa. Thực sự đã đem lại nhiều màu sắc cho bức tranh tôn giáo tại Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của ngôi Tiểu Vương Cung Thánh Đường này, cộng đoàn nhé. Nhà thờ Phú Nhai Nguyên Thủy được tạo dựng bằng gỗ nạp bồi do Linh Mục Chính Sứ Emmanuel Giallo Hòa xây dựng vào năm 1866, sau khi vua Tự Đức ký sắc lệnh tha đạo chấm dứt gần 3 thế kỷ Kitô giáo bị bách hại tại Việt Nam. Năm 1881, Giám mục Hòa cùng với Linh mục Baquero Ninh xây nhà thờ thứ hai theo kiến trúc Á Đông và hai tháp chuông. Năm 1916, Giám mục Ferro Mulagori Trung và Linh mục Moreno xây nhà thờ thứ ba theo kiến trúc Gothic, khánh thành vào năm 1922 nhưng bị một cơn bão rất lớn tàn phá nặng nề vào ngày 24 tháng 6 năm 1929. Vào năm 1930, để có kinh phí xây dựng nhà thờ, bề trên giáo phận đã mở cuộc xổ số trên toàn quốc. Sau nhiều biến cố lịch sử, nhà thờ này đã được xây dựng lại, hoàn thành và sức giàu cung hiến thánh đường vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1933. Và thưa cộng đoàn, vào tháng 11 năm 1949, một bộ phận quân viễn chinh của Pháp chiếm đóng Phú Nhai, lấy nhà thờ có ngọn tháp cao làm điểm uy hiếp các vùng, lấy hai dãy hành lang làm trụ sở và dãy hướng nam là nơi giam giữ, tra tấn các cán bộ cách mạng, nhanh chóng xây dựng công sự đào hầm hào, đắp đường ức từ Phú Nhai ra Bùi Chu để tiện cho việc hành quân. Sau thời gian chiến tranh bị hư hại, nhà thờ được trùng tu và tôn tạo bởi Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, khởi công từ ngày 17 tháng 3 năm 2003 cho đến ngày 26 tháng 9 năm 2004 thì hoàn thành và có diện mạo như ngày nay. Nhà thờ gốc thì có phong cách kiến trúc Gothic đậm dấu ấn của Tây Ban Nha. Sau khi được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic nước Pháp, nhà thờ có kích thước 80m, rộng 27m, cao 30m, hai tháp chuông cao 44m và đặt được 4 quả chuông đúc từ Pháp chuyển sang với trọng lượng lần lượt đó là 2 tấn, 1 tấn 2, 6 tạ và 1 tạ. Mặt tiền nhà thờ từ ngoài vào, bên phải có tượng đài Thánh Đa Minh cao 17m, riêng phần tượng cao 2,3m. Bên trái có lăng lưu trữ hài cốt của 83 vị thánh tử đạo thuộc họ đạo xứ Phú Nhai cao 15m. Xung quanh nhà thờ có các phù điêu 14 đàng thánh giá. Vào năm 2008, đền Thánh Phú Nhai được nâng lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Hiện nay nhà thờ có địa chỉ tại làng Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Khi khách tham quan đứng ở trên ngọn tháp của nhà thờ Phú Nhai thì sẽ chiêm ngưỡng được toàn cảnh của huyện Xuân Trường. Thật là tuyệt vời với ngôi Tiểu Vương Cung Thánh Đường này đúng không ạ? Tạ ơn Chúa về hồng ân của Ngài, nguyện xin Chúa ban cho chúng con có nhiều công trình kiến trúc đẹp và bình an cho chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì có thể ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những video, những tin tức hay nhất về đạo công giáo, cũng như là truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video mới phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.